Gà rang muối thơm ngon mời bạn ăn nha. Tết Nguyên Đán vừa qua thì Tết Nguyên Tiêu lại sắp đến. Nếu mà đã quá chán với đĩa gà luộc ngày Tết rồi thì rằm tháng riêng các bác thử đổi qua gà rang muối nha. Món này các bác có thể làm trong mâm cỗ hoặc là bày mâm cúng đều được. Để làm món này ngon thì các bác chọn gà mái tơ, còn khoảng 1 cân rưỡi đến 2 cân là vừa đẹp. Mua về thì các bác rửa sạch với nước muối rồi chặt nhỏ ra thành từng miếng vừa ăn. Các bác đừng chặt to quá, chiên nó lâu chín. Mà chặt nhỏ quá thì trong đĩa gà nó vụn, không được đẹp mắt đâu. Mình sẽ ướp gà với 1 thìa hạt nêm, 1 thìa tiêu và 1 thìa nước mắm. Vì lúc nữa làm bột rang muối sẽ có muối rồi, nên là các bác chỉ cho một ít gia vị cho gà không bị nhạt thôi, không cần cho vừa đâu. Mình trộn đều gà lên rồi ướp khoảng 30 phút đến 1 tiếng cho gà ngấm gia vị. Trong khi mà chờ gà ướp thì mình sẽ làm bột rang muối nhá. Nguyên liệu bột rang muối của tôi thì có gạo nếp, gạo tẻ và đỗ xanh. Tôi thì làm nhiều một xíu, hôm nào mà thèm chỉ cần chiên gà lên là có trộn liền. Gạo nếp và gạo tẻ các bác trộn cùng với nhau, vo sơ rồi ngâm khoảng 15 phút, vớt ra để ráo. Đỗ thì cũng làm tương tự nhưng mà ngâm riêng ra, vì thời gian rang chín mỗi loại là khác nhau. Sau khi vớt gạo và đỗ riêng ra rồi thì các bác để gạo và đỗ thật ráo nước rồi mới rang nhá. Tránh tình trạng trong gạo còn nước, lúc rang nó sẽ dính vào nhau á. Lúc ngâm thì đã ngâm riêng rồi, lúc rang vàng giòn lên thì các bác cũng để riêng ra. Các bác rang cho gạo và đỗ chín vàng giòn thơm lên là được. Thực ra thì gói bột rang muối mua ở ngoài cũng dễ thôi, nhưng mà không phải chỗ nào các bác cũng có thể mua được, nên là tôi cứ làm ra đây. Bác nào mà cần thì có thể làm luôn, vì mua sẵn thì khó, chứ mà gạo với đỗ thì hầu như là nhà nào cũng có đúng không? Mà không có thì mua ở đâu bán mà. Ngoài gạo và đỗ thì còn có một nguyên liệu không thể thiếu, đấy là muối hạt. Các bác cũng rang khô muối lên này. Nhiều bác cứ hỏi tôi là bao nhiêu gam muối, nhưng mà nói thật thì tôi không có cân muối đâu, cứ rang lên rồi xay ra. Lúc trộn cứ cho dần dần vào đến khi mà thấy vừa là được. Chứ nhiều khi các bác cứ áp công thức của tôi vào rồi không hợp khẩu vị lại chê tôi á. Giờ tôi sẽ xay riêng từng loại ra vì là mỗi loại có độ cứng khác nhau. Các bác cứ xay nhỏ ra nhưng mà đừng nhỏ mịn quá, để đến lúc ăn nó còn có độ giòn này. Đỗ khá cứng nên tôi dùng máy xay chuyên xay đồ khô cho nó nhanh. Bác nào không có máy xay có thể giã nhỏ ra, nhưng mà làm như thế là hơi bị tốn sức nha. Các bác xay xong đỗ và gạo thì trộn vào nhau, còn muối xay xong thì các bác cho riêng ra bát để cho dần dần vào. Chứ cho hết vào một lúc mà bị mặn quá là không ai cứu được trường hợp này đâu á. Làm nhạt thì có thể thêm muối, chứ mà mặn đắng mặn chát ra thì chịu rồi. Chỉ có nước đổ đi thôi chứ ăn uống gì được nữa. Với một bát đỗ và hai bát gạo thì tôi thêm vào đó hai thìa muối đã xay thì thấy độ mặn nó vừa phải. Các bác cứ cho dần từng thìa vào, trộn thật đều lên rồi nếm. Xong thấy vừa thì thôi, mà thiếu thì lại cho vào. Tranh thủ làm một ít sả chiên để vừa trang trí vừa trộn ăn cùng. Các bác đập cho sả dập dập ra, xé sợi tơi ra cho tôi rồi mới chiên nhá. Các bác chỉ lấy phần non thôi thì lúc chiên lên ăn được cả sả. Tôi cắt hơi dài mà cả phần già nữa nên là lúc chiên sả ăn bị cứng không có ngon đâu. Đã là gà thì không thể thiếu lá chanh được, tôi quên mất là không bỏ gân lá. Các bác làm thì bỏ gân lá đi rồi thái theo chiều dọc lá cho nó đẹp. Sả các bác chiên vàng lên như tôi rồi vớt ra. Dầu chiên sả mình chiên thêm lá chanh rồi để chiên gà cho nó thơm. Lá chanh thì các bác cho vào cái rây như tôi, dầu nóng lên thả rây vào, trộn trộn vài cái là lá chanh giòn rồi. Xong các thành phần dầu ria rồi, giờ mình bắt đầu chuẩn bị chiên gà nhá. Các bác lấy cho tôi một lòng đỏ trứng gà, cho vào gà, trộn đều lên để làm chất kết dính giữa gà và bột. Sau đó các bác lăn gà qua bột năng rồi chiên. Mình cứ lăn đến đâu thì thả gà vào dầu nóng đến đấy thôi, không cần tẩm sẵn đâu nè. Lúc đầu các bác chiên nhỏ lửa cho gà chín, rồi vặn lửa to lên một chút cho gà vàng giòn là được. Món này nếu mà dùng được gà tươi như tôi thì ngon nhất. Còn nếu mà không có gà tươi mà nhà sẵn gà luộc á, các bác có thể tận dụng luôn làm cho nó ngon. Chứ luộc mãi thì chán, mà bỏ đi thì nó phí. Lúc gà đang nóng các bác cho bột rang muối vào, xóc đều lên cho bột bao kín gà. Sau đó thì thêm một ít sả và lá chanh vào xóc đều lên nữa. Nhớ là giữ lại một ít sả và lá chanh để trang trí cho nó đẹp nhé.